đen sửa nhờ 8 năm, 80% người Việt Nam sử dụng. Hiện nay, có rất nhiều gia đình lựa chọn việc lắp đặt đèn sửa nhà tắm trong phòng tắm. Và đèn sửa nhà tắm thì là một thiết bị vô cùng quan trọng và cần thiết. Nó giúp làm ấm cơ thể ngay từ khi bước vào nhà tắm, mà nguyên bình nóng lạnh thì không thể có tác dụng như vậy. Và đặc biệt, nếu như các bạn sử dụng trần nhôm để thiết kế cho trần nhà mình, thì việc lắp đặt đèn sửa nhà tắm vô cùng là dễ dàng. Như các bạn biết thì người ta sẽ thi công lắp đặt trần nhôm theo từng ô, và với đèn sửa nhà tắm thì người ta chỉ cần tháo một ô trần nhôm thôi là đã có thể lắp được đèn sửa nhà tắm âm trần như các bạn nhìn thấy ở đây. Và nếu như trong phòng tắm của nhà các bạn không sử dụng, không thiết kế trần giả thì các bạn có thể lắp đặt đèn sửa nhà tắm treo tường. Và đèn sửa nhà tắm thì có công dụng rất là quan trọng, giúp làm ấm cơ thể. Và ngoài ra, bóng của nó thì được sử dụng là bóng hồng ngoại, do vậy mà nó không đốt cháy oxy, không làm khô da, rất tốt cho sức khỏe của người sử dụng. À, thì đèn sửa nhà tắm han còn có thể chống nước, chống cháy chập rất là tốt, do vậy mà nó rất an toàn, đặc biệt là an toàn đối với trẻ nhỏ nữa. Và nếu như các bạn sử dụng đèn sửa nhà tắm âm trần như thế này thì nó còn có một bóng thắp sáng ở giữa, và do vậy các bạn có thể tiết kiệm được thiết bị thắp sáng cho phòng tắm nhà mình. Đèn sửa nhà tắm han, 80% người Việt Nam sử dụng.